Thứ trưởng vừa đề cập đến độ tin cậy là cái yếu tố quan trọng nhất. Thì trong lĩnh vực Biển Đông thì độ tin cậy được thể hiện như thế nào? Có các cuộc đối thoại, trao đổi, thảo luận? Thì cái độ tin cậy thì phải dựa trên trước cái cơ sở đấy. Mình tin một cái nước nào phải trên cơ sở là cái việc họ làm họ cũng có lợi. Ngược lại, mình còn trên cơ sở lợi ích của mình để tạo ra một cái độ tin cậy. Chắc Thứ trưởng cũng có nghe những dư luận trái chiều khác nhau về vấn đề này. Cụ thể là có những dư luận thì nói rằng là Việt Nam đang đi đêm với một nước nào đó, nhưng ngược lại có dư luận thì lại nói rằng Việt Nam đang lôi kéo một số nước để can dự vào vấn đề để làm đối trọng với một nước khác. Ý kiến của Thứ trưởng về vấn đề này như thế nào? Đó là cái suy nghĩ không có cái nhìn toàn diện, cái nhìn tổng thể và cái nhìn đặc biệt là cái nhìn có tính hệ thống của cái chính sách đối ngoại của chúng ta. Ví dụ cùng một lúc chúng ta triển khai các cái mối quan hệ với 3, 4, 5, 6 thì người ta bảo là chúng ta là và những cái nước này có những cái vấn đề quan trọng đấy. Thế nhưng mà phải xuất phát từ tính độc lập tự chủ trong chính sách đối ngoại của chúng ta. Chúng ta quan hệ với nước này thì do chính lợi ích của chúng ta, do quyết định của chúng ta, quyết tâm của chúng ta, không lệ thuộc của chúng ta và cũng không ngại cái quan hệ này ảnh hưởng đến mối quan hệ khác. Vì sao vậy? Vì luôn luôn trong tất cả các mối quan hệ chúng ta đều có nguyên tắc là quan hệ chúng ta một nước nào đó không phương hại lợi ích của chúng ta. Đấy là một nguyên tắc rất quan trọng, rất cơ bản. Cũng như trong cái đối thoại của chúng ta với các nước khác thì có một cái điểm là không bao giờ chúng ta đem chuyện nước này để nói xấu với nước khác. Nếu anh không tốt, nếu anh không ứng xử một cách đàng hoàng, tôi sẽ nói đấy. Chứ tôi không đem cái chuyện này để tôi đi nói với một người khác. Đấy là những quan trọng chính, đây là cái mà chúng ta giữ được đó. Thế thì nếu mà nói về cái kết quả đối ngoại của chúng ta, rõ ràng chúng ta nếu chúng ta chỉ có đi theo một cái gọi là theo một cái định hướng thôi, chúng ta không có vị thế, chúng ta không có cái độc lập tự chủ, chúng ta còn hay mọi quốc gia. Ở đây người ta hay nói đến năng lực. Cái việc Việt Nam đang phát triển, cái việc Việt Nam có nhu cầu quan hệ với các nước lớn là tất nhiên. Một trong những cái thành công của chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Phú Trọng đó là việc hai bên đã ký được cái thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển. Đối với lĩnh vực quốc phòng thì công việc triển khai cụ thể đối với cái thỏa thuận này là như thế nào? Nếu nhìn bên ngoài thì chúng ta thấy rằng cái thỏa thuận này là một thành công lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có thể thấy ngay là nó đã làm dịu đi tình hình. Nó làm bớt đi căng thẳng của do những cái xung đột, những cái khác biệt gây ra trên Biển Đông. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy. Thứ hai là chúng ta khẳng định lại một lần nữa, nhắc lại một lần nữa những cái quyết tâm của hai đảng về việc xử lý vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thứ ba nữa, chúng ta khẳng định về tính độc lập tự chủ của Việt Nam khi mà chúng ta nói rằng mọi vấn đề phải được xử lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, cụ thể là luật biển 1982, phải tôn trọng lợi ích của các nước trong khu vực, mà cụ thể là thực hiện tốt DOC, phải công khai minh bạch với những người hiểu sâu vấn đề hơn, với những người làm công tác quốc phòng, thì có thể là thành công rất lớn. Ở cái chỗ là chúng ta tìm được, chúng ta khẳng định được hai bên đều phải tôn trọng. Đó là những cái gì mà luật pháp quốc tế xử lý vấn đề của họ. Đây là những vấn đề rất quan trọng. Một bản thỏa thuận ấy không nên nhìn những cái tiểu tiết mà nhìn cái vấn đề lớn nhất của đảng, đó là những vấn đề tự nhiên. Thế thì trên cơ sở thỏa thuận ấy thì chúng ta tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng như trước đây, từ trước đến nay đã làm. Có điều là những cái việc chúng ta đã làm mang tính chất đơn lẻ thì
hiện nay nó được hệ thống hóa trong loạt thỏa thuận này. Cụ thể là chúng ta tăng cường giao lưu quốc phòng là được, từ các bộ trưởng từ đến các quân ủy chủ. Thứ hai, chúng ta tăng cường được các hải quân của Trung Quốc, và chúng ta phải rất nghiêm nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng. Thứ ba là chúng ta tìm những cái giải pháp, trao đổi những cái giải pháp để mà xử lý từng bước vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng ta phải thực hiện rất dư vọng, rất nghiêm chỉnh cái đó, và chúng ta yêu cầu các đồng chí, các bạn Trung Quốc chúng ta phải nghiêm thỏa thuận những cái vấn đề mà hai bên. Đại quốc hội quốc phòng mai ra mà ở trường chính trị thì có cái câu hỏi, có cái hai đó những vấn đề để trong hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN vừa rồi tại Indonesia, tất cả các bộ trưởng quốc phòng đều bày tỏ cái mong muốn được nghe chúng ta nói về cái thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc, vì cái thỏa thuận ấy nó có liên quan lợi ích của họ. Trước hết là liên quan lợi ích của những cái nước có cùng tranh tuyên bố chủ quyền cùng biển đảo. Thứ hai là liên quan đến lợi ích của các nước khác, tất cả các bộ trưởng quốc phòng đều bày tỏ. Tôi cũng đã thông báo với các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN những tinh thần cơ bản của cái bản thỏa thuận Việt Nam Trung Quốc, Liên Chính Nam Trung Quốc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn nó với những vấn đề của bản thỏa thuận. Tất cả các bộ trưởng quốc phòng đều phát biểu và đánh giá rất cao về bản thỏa thuận, và họ thấy rằng Việt Nam rất có trách nhiệm với lợi ích của họ. Việt Nam không vì lợi ích của Việt Nam để mà đi thỏa thuận của mình nữa. Thế là đều là lợi ích của họ, luật pháp quốc tế là lợi ích của họ, xử lý bằng các biện pháp hòa bình là được. Dạ, thưa thứ trưởng, là cái kết quả của cái chuyến đi của tổng bí thư với Trung Quốc thì ngoài cái thỏa thuận chúng ta vừa đề cập thì có hai cái nội dung rất là sát sườn và cụ thể nó liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, đó là việc thiết lập đường dây nóng giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước và việc là thí điểm tuần tra chung trên biên giới đất liền ở vào thời điểm thích hợp. Thứ trưởng có thể thông tin thêm về hai nội dung cụ thể này. Hai cái nội dung này thì đã nằm trong cái thỏa thuận hai bộ quốc phòng trước đang được triển khai và được nhắc lại trong cái tuyên bố chung giữa hai tổng bí thư, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng bí thư Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái ý nghĩa của cái việc mà thiết lập được dự báo này và kỹ thuật thì đang làm, nhưng quan trọng nhất là ý nghĩa mang tính biểu tượng. Như vậy là hai bộ trưởng có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, có thể thông tin với nhau bất cứ lúc nào, thì cái ý nghĩa mang tính biểu tượng đó mới là quan trọng. Như vậy là chúng ta ở cấp cao nhất về quốc phòng chúng ta có thể thông tin trực tiếp với nhau, và hiện nay thì tôi nghĩ rằng đây là những cái mà hết sức quan trọng để mà cùng gìn giữ hòa bình, xây dựng cái tình hình chúng ta. Chúng ta đã có những tuần theo chung chuyến biển, những cái đưa tàu gặp nhau đến biển, nhưng mà trên bộ thì chúng ta đã xây dựng được một cái đường biên giới hòa bình và phát triển. Thì cái việc tuần tra chung trên bộ cũng mang tính biểu tượng là quan trọng nhất. Bên cạnh cái tác dụng thực tế là chúng ta giữ được an ninh ở hai bên biên giới, chúng ta bảo vệ những cái hoạt động lao động, hoạt động giao lưu hòa bình trên biên giới. Thì cái tính biểu tượng của nó ở cái chỗ tức là như vậy chúng ta đã cùng nhau quyết tâm tôn trọng cái đường biên giới hai bên biên giới. Thứ trưởng vừa nhắc đến cái nguyên tắc đó là không sử dụng vũ lực và không đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên là thế thì ngay tại Trung Quốc, kể cả những cái tờ báo chính thống, cụ thể đây là Thời báo Hoàn Cầu, có cho đăng tải một số ý kiến lại không đi theo cái nguyên tắc này. Ý là đe dọa nói thẳng là cái việc là chúng tôi dành cho Việt Nam và Philippines. Thứ trưởng muốn nói gì với những ý kiến như vậy? Trước hết tôi cũng cho đấy là những ý kiến mang tính chất chính thống. Với một nước lớn, một đất nước có tỷ 300 triệu người dân như Trung Quốc, ý kiến khác nhau là bình thường. Thì cái chuyện họ nói ra thì trước hết đấy không phải là ý kiến chính thống. Thứ hai là tôi tin rằng những ý kiến ấy cũng sẽ bớt dần
trước hết bằng biện pháp của hai đảng này, không để cho những ý kiến mang tính chất gây hấn ấy xuất hiện trên những báo chí chính thống. Nhưng từ từ dần dần khi mà chúng ta đã xây dựng lòng tin, chúng ta đã tìm được những con đường để giải quyết từng bước những vấn đề đặc biệt, những cái vấn đề chính trị, thì bản thân những người dân Trung Quốc, bản thân những người hiện nay đang nói sẽ thấy rằng là họ không nên nói những cái không ái, không phải là, và khi nào chúng ta sẽ lên án, không phải chỉ chúng ta mà chính nhân dân người đọc Trung Quốc sẽ lên án. Thưa thứ trưởng, là với tinh thần rất là thẳng thắn thật để mở, xin hỏi rất thẳng thắn là chắc thứ trưởng có nghe và có biết cái dư luận về việc là cái thông báo thông tin của về chuyến của thứ trưởng tại Trung Quốc, cụ thể là đối với hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là Việt Nam không có ý định quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc vì chính lợi ích của chúng tôi. Nội dung thứ hai là thông báo về chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần là không để sự việc tái diễn. Trước hết nói về chủ trương đông người thì những cái điều tôi nói nó nằm trong cái chỉ thị của chính phủ về cái việc tụ tập đông người. Ngay từ khi lần tụ tập đầu tiên chúng tôi ở Singapore thì ý kiến cá nhân tôi đã là vì cái điều nó không hề bất thường. Chúng ta không thiếu gì cách để điều chỉnh thái độ, và chúng ta không thiếu gì dũng khí để chúng ta điều chỉnh thái độ. Nhưng những người này không đem lại kết quả gì cả. Nhưng mà đến lúc mà những cái tụ tập ấy nó ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, không chỉ là đối ngoại mà nội bộ, thì tôi cho rằng là cần thiết. Thì có chuyến nào mà bây giờ đạt những kết quả thì tốt nhất và hoàn toàn mà bạn thấy là sự tốt tin cậy, sự hài lòng cao thì tất cả các chuyến đi đều mang lại những cái rất là tốt cho tôi cũng như là các chuyến đi cho toàn chuyến đi, kể cả đi Trung Quốc, đi Mỹ, đi Ấn Độ, đi Đan Mạch, cũng trong một cái mà thì đều mang lại những cái, nhưng có là nhiều cái là có tình cảm sâu đậm nhất, cái ấn tượng về cái sự chung thủy trong cái quan hệ quốc tế. Còn phải nói đến việc tham gia khi mà tôi được tham công nhận được một chương trình chuẩn nước chuẩn quốc gia, một cái điều rất dễ thấy Ấn Độ là từ người cao nhất của đất nước là tổng thống, và là tổng hay tổng thống cho đến cái người dân rất bình thường thì họ đều có một thiện cảm với Việt Nam, và họ rất hiểu Việt Nam. Thì đây là một cái nguồn động viên rất là lớn khi mà tôi tiếp xúc với những cái tầng lớp. Với những hành động đối ngoại tập trung của em làm nên những hành động đối ngoại của họ, có vẻ như tình hình nó vẫn bị dần chuyển dần vào đó. Nhưng mà liệu là mình vẫn có thể yên tâm hay là mình có thể lạc quan thêm chút xíu trong thời gian tới kia? Tin tưởng thì có, nhưng yên tâm thì chưa. Tin tưởng vì chúng ta đã đạt được những thỏa thuận rất cơ bản với Trung Quốc, với các nước lớn khác, các nước trong khu vực cũng đều có những nguyên tắc để đi đến xây dựng một khu vực hòa bình ổn định, giải quyết các cái tranh chấp làm những nước hòa bình, thì cơ sở luật pháp quốc tế đó là niềm tin. Chưa yên tâm không yên tâm ở chỗ như thế này, muốn biết niềm tin ấy thành hiện thực thì chúng ta phải động, phải cố gắng, tất cả các nước đều phải cố gắng khi nó thành hiện thực. Và phát chúng ta thì chúng ta phải làm hết sức để những cái tin tưởng ấy nó biến đến, và trong cái xu thế chung của thế giới hiện nay mình có đủ cơ sở để mình tin rằng nếu chúng ta kiên trì, nếu chúng ta sẽ được độc lập tự chủ, nếu chúng ta sẽ được đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa sắc